Lạy Chúa Giêsu, một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Mỗi ngày đều là một bất ngờ. Con không rõ những gì sẽ xảy đến cho con, nhưng con biết chắc mình được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa, nên con thấy vui tươi và bình an. Mỗi ngày đều là một quà tặng của Chúa, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công và thất bại. Tất cả đều là quà tặng của tình yêu. Tất cả đều đưa con đến gần Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con muốn giang tay chào đón ngày mới. Con muốn tận dụng từng giây phút trong ngày để tôn vinh Chúa, để phục vụ tha nhân và phát triển con người mình. Ước gì con luôn sống dưới ánh mắt Chúa và để Chúa làm chủ mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con. Và ước gì khi đêm về, con có thể tự hào mình đã biến hôm nay thành quà tặng để dâng lại cho Chúa. Amen.